Từ trước đến nay tôi cũng vẫn quan niệm rằng khi mà mình nói Việt Nam Cộng Hòa không còn là mình đã giúp cho Cộng sản rất nhiều. Mình tự hủy diệt mình tự bất hợp pháp hóa mình. Cho nên đối với tôi đó, Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại mặc dầu không còn một cái danh xưng như hồi xưa, nhưng mà tôi nói vẫn còn tồn tại trong tim óc, trong tâm khảm của 30 triệu người dân miền Nam tại quốc nội bây giờ. Trên căn bản pháp lý và công pháp quốc tế, tôi cũng vẫn nói Việt Nam Cộng Hòa hiện bây giờ là một cái quốc gia bị kẻ ngoài vào xâm lăng, đó là Cộng sản Bắc Việt. Sau khi đã ký một cái hiệp định tôn trọng cái chủ quyền và cái lãnh thổ của mình, tôi cho cái công việc xâm lăng là bất hợp pháp, bởi một cái chính quyền tự nó đã bất hợp pháp là Cộng sản Bắc Việt, bởi vì cái chính quyền nó không khi nào được nhân dân bầu lên hết. Cái hành động xâm lăng nó bất hợp pháp, đi ngược lại cái sự cam kết tôn trọng và một cái hiệp ước có quốc tế chính kiến bảo đảm. Cho nên lúc nào tôi cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại trên căn bản pháp lý và trên trước công pháp quốc tế, và chúng ta phải gạt bỏ cái công việc thống nhất đó đi. Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mặc dầu đã bị thống nhất, nhưng nó là một cái thực thể sống động của 30 triệu dân miền Nam đối kháng lại Cộng sản. Cho nên Cộng sản Hà Nội không thể nào không nhìn nhận cái thực thể sống động 30 triệu người miền Nam, mà cho tới đây 18 năm sau khi họ đô hộ thống trị bằng mọi cách dã man nhất trong lịch sử thế giới, mà họ cũng vẫn không cai trị được nhân dân miền Nam, và họ cũng sẽ không thể nào cai trị được nhân dân miền Nam trong 100 năm nữa hay là 1000 năm nữa. Cho nên tốt hơn bây giờ họ phải nhìn nhận đó là một thực thể mà họ ngồi họ nói chuyện. Khi mà họ có nói chuyện với Việt Nam Cộng Hòa, đi đến một cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử thực thi quyền dân tộc tự quyết đúng vào cái hiệp định Ba Lê, thì lúc đó cái công việc thống nhất mà họ đã làm một cái cưỡng bức 1976 thì nó sẽ được điều chỉnh bằng cái sự kêu bằng thỏa thuận của nhân dân, và lúc đó hận thù mới được xóa bỏ, lúc đó mới có hòa giải, hòa hợp dân tộc thật sự. Cái đó là điều tôi muốn nêu lên cho tất cả đồng bào biết.